Dạ em Hoa Lan Thanh Mai xin chào tất cả quý cô chú bác anh chị em bạn bè online trên toàn quốc ạ. Tiêm buổi sáng nay em lên các bác là chậu có một chậu duy nhất là chậu ám cánh mai đây ạ. À, tím Yên Tử hai chậu quá nha, mít Phú Thọ rất đẹp, toàn những dòng hoa lan xuất sắc. Đấy, những dòng hoa lan đó đấy, rất là đẹp luôn, như những chậu ám Phú Thọ thì bây giờ không phải là dễ sưu tầm quá nha. Đấy, những cái dòng hoa lan đấy nó là có chơi thân lá chơi hoa đều rất là đẹp. Đấy, dòng năm cánh trắng có nhá, năm cánh trắng Phú Thọ hoặc trắng HO. Đấy, các bác mua hàng gọi điện trực tiếp vào số 0372094157. Em lên cái chậu tím Yên Tử các bác sưu tầm này. 2 4 6 7 mầm gốc này. Đây hoa đây, ngay để hoa trên bài nó rất là đẹp. Một tẹo nữa cánh nó sẽ bay, nhưng mai đang lên buổi sáng rất sớm các nhá. Đẹp cực kỳ luôn đây này. À vẫn còn nụ các nhá, vẫn còn nụ đây. Đó, đấy, nó vẫn còn lá luôn đây này. Hoa nhưng mà nó vẫn còn lá nhá, đẹp lắm. Đây ạ, chậu này mai lên giá là 850. Đấy, chậu tím Yên Tử này là 850 cả nhà nhá. Đó, rất đẹp, 850. Đấy, những cái dòng này nó rất là ít, cho nên là các bác hỏi tại sao mà giá nó cao. Đấy, nó cao, người ta những người giờ người ta chơi, người ta sưu tầm nhiều hơn là so với những dòng năm cánh trắng bây giờ. Rất là đẹp. Đây các nhá. Nhất là về hương, đấy, nó đã thơm, thơm rất là nhiều. Thứ hai là về mặt hoa, quá xuất sắc luôn. Đó nhá. Đây ạ, chậu số 2 đây. Có 2, 3, 4, 5 cái mầm gốc. Đây vẫn còn nụ không nhá. Đấy, chậu tím số 2 này. Cái này mới hé thôi. Đấy, đẹp lắm. Em kẹp lên nhìn nó ngừa hơi ngược hoa. Em kẹp lên nó hơi ngược hoa, rất đẹp. Cho nên em lên giá là 750 thôi nhá. Chậu này là 750. Đẹp cực kỳ luôn. Các về làm rộng. Chậu này là 750 cô chú anh chị nhá. Rồi. Mai lên cho các bác chậu ám cánh mai luôn này. Và hoa để trên bài luôn nhá. Đấy, các bác mua hàng nhà Thanh Mai là chuẩn hoa và chuẩn giống thôi nhá. Và còn toàn chậu tác phẩm đấy này. Không phải ai người ta cũng bán cho mình những chậu như thế này đâu. Đây ạ, nụ đây nhá. Chậu này là chậu ám cánh mai, bông rất là to tròn. Đẹp lắm các bác ạ, bông bầu nhá. Đây, nụ chi chít đây về các bác ngắm hoa nhá. Ám cánh mai có một chậu duy nhất. Đấy, rất là đẹp. Đây, cho đây Thanh Mai chia sẻ giá là 900. Chậu ám cánh mai này em chia sẻ giá là 900. Cực kỳ yêu thương nhá, bác nào chưa có thì sưu tầm. Quá đẹp luôn. Ám cánh mai các bác nhá, 900. Nụ chi chít cả nhà nhá. Đây ạ, em này là một em bầu con nhá, bầu rất đẹp đây. Đó, cánh là nó phải nói là bay cong vút con nha. Đây này, nụ đây con nhá, nụ thân bé thân to đây. 2 4, đó, 1 2 3 4, 5 thân hoa, 5 thân hoa cả nhà nhá. Hoa rất là sai đây các bác này, hoa rất là sai đây ạ. Chỗ này em lên giá là 700 con nhá. Chỗ này em lên giá là 700. Đẹp không cả nhà? Toàn những mặt hoa đẳng cấp con nhá. 700. Đây, em lên cho các bác một siêu phẩm nữa. Cực đẹp luôn. Bông nó mới hé quá nhá, nhìn chưa được rõ. Bông này là một bông bầu, cánh sáp. Con nhá. Cánh sáp cực đẹp luôn. Ôi giời ơi, mắt đỏ chót luôn các bác ạ, đẹp lắm. Đây này, em kẹp nó lên á, nó không được theo một cái khuôn á. Đấy, cho nên là một tẹo nữa thử các bác thì nó bay cong vút. Bay nhưng mà cánh nó lại, bông nó lại tròn, nó đẹp lắm. Bầu tròn. Quá đỉnh luôn. Đây ạ, à, rất nhiều thân hoa các bác nhé, size cực kỳ luôn. 2, 3, 4, 5, 6. Số thân hoa size chữ chịt này. Đấy, sợ tác phẩm các bác nhé, đẹp cực kỳ luôn. Mở cái dòng này nó thơm lắm các bác ạ, như dòng trắng đâu, thơm lắm, đẹp lắm. Con nhìn khuôn hoa đã lắm, khuôn hoa rất đã, nó như những cái bông không nọ đâu. Tùy cây đấy, không phải chậu nào nó cũng đẹp đâu. Các bác nhá, đấy, một chậu bầu cánh mai các bác nhá, một chậu bầu cánh mai này. Chậu này Thanh Mai chia sẻ giá là, đây, cực kỳ yêu thương cho các bác sưu tầm nhá, phải nhỉ? Sắc không các bác? Đây nhá, chỗ này em chia sẻ giá là 800 thôi nhá, 800.
xuất sắc không các bác? Ôi 800 cả nhà nhá. Ui dồi ôi, đẹp lắm các bác ạ. Một chậu này các nha. Thấy không? Nở cánh bay cong vút. Cái này thuộc dòng lá gân các bác nhá, dòng lá gân. Đây. Đây. Chậu này rất là nhiều mầm gốc luôn. Mặt đỏ chót các bác nhá, đẹp lắm. Đây. Chậu này bác nào lấy em để giá là 600 cả nhà nhá, 600. Ôi đẹp lắm các bác ạ, 600. 600 cho chậu các bác lên giúp em là chậu số 5 nhá, 600. Đây em lên các bác một chậu nù nhá. Trời ơi, một chậu nù Hòa Bình đây. Các bác này. Hoa này. Đẹp chưa? Nù chưa? Ôi trời ơi, các bác nhìn ở ngoài nó mới đẹp. Đẹp lắm luôn ý. Xem nào. Thân hoa đầy này các bác này. Đó. Chậu này sang năm ngắm hoa nó mới nhiều. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 cái mầm gốc các bác nhé. Đây, chậu tác phẩm. Chậu tác phẩm này. Đấy, các bác nha. Chứ hoa lan mà bỏ qua những dòng hoa lan này thực sự là quá phí luôn đấy các bác ạ. Ôi dồi ôi, nó đẹp. Làm gì còn nữa các bác ơi. Những chậu như thế này thì bây giờ làm gì còn nữa. Quá đẹp, quá đẳng cấp luôn. Đấy, chậu này Hanh Mai chia sẻ giá là 900 thôi nhá, 900, ui dồi ôi đây ạ, 900 của chú ba anh chị nhá. Ui, là xếp đẹp con nhá. Cái trắng HO con nhá, 5 cây trắng HO đây, nụ đây cả nhà nhá. Đó, chỗ này Hanh Mai chia sẻ giá là 500 thôi nhá. Đấy, chỗ này, 500. Có 2 chậu 5 cây trắng HO nhá, chia sẻ với các bác luôn. Đây, chỗ này nữa, nụ đây ạ. Đó, chậu này em lên là 450 nhá, 450. Đấy, 5 cây trắng HO. Yêu thương không các bác, 450 ạ. Bây giờ em sẽ lên mít Phú Thọ cho các sưu tầm nhá. Đây ạ. Dòng này các bác chơi thân lá phê. Cái mặt hoa hôm nọ là có bán cho các bác một chậu rồi, chậu tác phẩm hôm nọ rồi nhá. Bác nào chưa có giống thì sưu tầm. Đấy, nở hết rồi. Gạ mãi người ta mới bán đấy các bác ạ. Toàn chỗ anh em đấy, gạ mãi mới bán. Bán hết thì chơi bằng cái gì? 2, 3, 4. Đây các bác nhỉ, đẹp lắm. Thì lá của nó này ngược quá nhỉ. Đây, đẹp lắm. Chậu này em lên giá là 750 nhá, 750. Chậu này 700. Đây, ra hoa mở lá nó vẫn còn các bác. Dòng này ngắm lá cũng phê luôn nhá. Chỗ này em để là 700 con nhá. Đây là chậu mít Phú Thọ con nhá. Đấy, bác nào chưa có những cái giống đình đám như thế này, bác nhanh tay sưu tầm nhá. Đấy. Ôi trời ơi, vậy nó quá xuất sắc luôn. Mặt hoa của Tím Yên Tử. Cứ cho anh chị mua hàng gọi điện trực tiếp vào số 0372 094 157 nhá. Đấy. Đấy, xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.